Xin chào quý khách hàng thân mến của VH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn có tên gọi là đèn mô binh 9 mắt Tinger 2-in-1 Pro. Đây là một mẫu đèn kết hợp giữa đèn LED 7 màu và đèn laser chiếu hoa văn. Đèn phù hợp để mọi người mua trang trí cho phòng karaoke hoặc là những cái quán beer club, những cái quán cà phê DJ có diện tích từ 40 cho đến 100 mét vuông. Mọi người có thể kết hợp thêm đèn chớp hoặc là đèn laser và một cái máy phun khói nữa thì nó sẽ tạo ra một cái vũ trường hay là một cái quán bar chuyên nghiệp. Mình đang để đèn ở chế độ cảm ứng theo nhạc thì đèn nó còn sẽ có thể chạy được auto tự động hoặc là có thể điều khiển qua bàn điều khiển DMX chuyên nghiệp. Mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty VH bên mình và mình đang dùng cái dòng loa là dòng loa BOL1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.